chào thầy đạo tử nhé. Nha dù. Dạ vâng, thế chào bà. Được chế mà dùng dùng ô. Dùng ô. Lù lù. Tôi chỉ trong này. Keo mình chỉ cho cái nhựa bắn nhựa tí bon, keo tí bon ấy. Mà làm những cái bê tông nhẹ. Keo tí bon. Bê tông như thôi, bê tông nhựa rồi, bê tông nhẹ nhẹ như thế. Bê tông vào chân. Nè. Bó là bó là bó luôn rồi. Đấy, tạm nhẹ. Cắt tha rồi. Ừ, chỉ mua. Không, hôm nay em làm tưởng là hút khóa thì lại thấp nhé. Vậy. Cho chế tạo. Không dùng thì nó phải có hút khóa thấp. Mình khác được không? Muốn dặn. Nó đẹp ấy, nó đẹp thôi chứ còn tính cũng làm được. Đẹp sao? Làm nó đẹp không? Khử luôn. Đây là phần ngủ rồi. Đây. Được rồi. Chào rồi. Thì nhà này nhất ở đây rồi. Chào. Chả nhất thì sao mà nhà? Từ làm thế lấy chỗ này đi luôn. Để nhiều quá rồi. Mới đến xong là em chặt cái mũi tre này. Ít mũi tre. Mũi tre này bánh trai không cho chặt đi. Chặt đi thì em mới đẹp nhà được. Tỉa canh nó còn chặt đi. Tỉa tỉa cái nhà bên kia nữa thì mới tiền được. Tỉa mấy cành cao cao thôi. Thôi có điều kiện thì đổ cột đổ sàn hẳn sang bên nhà anh trai luôn. Bên dưới họ đi chui vào nhà mình. Giờ sân nó rộng nhỉ. Tại nhà này đúng không? Nó đẹp. Đó là anh làm nhà xong rồi nhìn nhà người ta đẹp anh vẫn thèm làm nhà tiếp.
nhỉ? Mình chưa. Trước sau anh không làm cái nhà kia ở dưới đấy nhỉ? Nói thế, nói làm gì? Đây này không nứt rồi nhỉ? Không nứt rồi. Hết cỡ rồi. Nó kéo hết rồi. Sao mới trận mưa đâu hết rồi? Máy lọc từ lúc nào ấy? Dạ. Máy lọc từ cái đấy cả tháng chưa lắp đồ uống ấy. Lắp để uống thôi, không thì đun làm sao kịp. Một này thì máy lọc. Lắp gần xong rồi nhưng mà nó đã hở một cái đầu vòi lên trên. Bây giờ mùa rượu mưa to lắm đấy. Đúng rồi, mình không đi ô tô thì nó mưa rồi. Này thì nhà lùng máy còn khó, một tuần nữa mới làm được. Bắt đầu là máy em biết chỗ rừng thông đi giữa chỗ này với chỗ rừng xóm kia. Giữa xóm này với xóm lá lùng không? Chỗ rừng thông chỗ ly ấy. Có chỗ gì ấy? Nhốt đảm được. Nhốt đảm đấy. Vẫn là khung sản mà. Chỗ đấy khung sản thì cũng không đúng, mà lão lùng thì cũng không đúng nhỉ. Chịu ấy. Nhưng nó không phải khung sản. Chủ thôn mà làm là cái tí trên. Ở cái trên đó. Em tưởng là ở bên nhà đấy là ở bên lóng màng á. Ở lóng khung. Tức là anh đi ở lóng hồ có nhà nóng. Du già, thằng Minh du già thì chả đi qua cái nhà em làm tí à, mà trong thằng Minh nó ở giàng chủ đê. Giàng chủ đê. Chỗ em nào là giàng chủ đê? Chưa đấy chứ, cũng là khâu đấy mà. Giàng chủ đê có khi là đi ra tre rồi mà. Hết kịch kim đường với đông là đến chân núi luôn rồi. Là giàng chủ qua cái suối rồi. Nước này. Nhà này xin được chứ? Đi chữa mắt cho nó đấy. Cái lưỡng hồ em thấy có một nhà mà che con dính mắt mù nhé. Ôi ôi. Có phải lưỡng hồ đi không? Đúng rồi. Qua chở một tí sao là rất bả, rất trái bả. Sao là đi tới cái chú mà có một cái nhà xin được đấy đi lên trên đúng không? Đúng. Tóm lại là lên và lên, lên đến đỉnh luôn. Bạn chú đấy em gọi là gì? Đây là cái gì một tí nhỉ, rồi anh quên. Nói chung là đứng ở... Lùng chủ ván à? À, lùng chủ ván. À, lùng chủ ván đúng rồi. Lùng chủ ván. Trước anh đi vào tặng xe khoa rồi, nhưng mà chưa phải chưa đấy mà nó lên tít lên nữa. Đi bộ thôi, không có xe đâu. Chỗ đấy là xe máy là đi rồi. Xe máy đi đến bên dưới rồi, còn đi bộ phải từ đây đến bên trên núi. Thằng em đang thử gà rồi, thằng anh thì đi. Mày không đi ấy. Không phải mà, như anh thì anh không phải tìm, mà anh là người ta đến giới thiệu, người ta tìm đến mình. Thì mình khó đến mấy mình cũng phải đi. Vì là họ muốn cho sướng thôi thì nó không đúng. Thịt nó nhỉ? Thế phải đi. Mày đâu cái hở họ. Kẻ này xanh nhỉ? Kẻ ngâm lam nhỉ? Nhưng mà xưa họ mong vua trở trọng hơn tầm sống cha như mua đấy. Trước em thấy là có một thầy giáo mang cái chè ở dưới tay như mình lên trên này ngọt nên mà cho nhiều rất là mới là này tắt rất là mới hơn chung với hai năm ba năm đưa lấy vợ mới được rồi lấy đang mai cũng
lấy chồng một vợ nữa cho ông ấy, có người cùng bầu bạn. Để anh mà bảo lấy em. Nói chung là bây giờ lấy nhé, ông lại quay về cái vòng nuôi con, ông lại quay về cái vòng mà mình được chắc suốt ngày. Nghĩ cũng mệt đấy nhỉ, mà lại còn gần 40 của nó chứ. Ồ, học chặt. Bây giờ tự nhiên mình ra sống tốt của mình đi, nhớ cái đà này, mình còn đi làm. Là mình đang tự do, mình lấy vợ mình đã thấy sai lắm rồi. Nếu như mà mình chưa có con thì chắc chắn mình lấy, nhưng mà có một hai đứa con thì thôi. Cứ thế cho nó sướng. Khác thì mình đi ra ngoài xả đi thôi. Uống rượu đéo ai nói, làm gì không ai nói. Kể cả mình đi về sớm ngày muộn. Thôi nhìn làm mua đi. Tao thấy không? Tao xin tao. Thôi. Làm mốt mấy sau sinh nha.